Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư phát triển TNA Holding Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt dự án The Gold View, khu phức hợp thương mại dịch vụ căn hộ cao cấp và ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược. Tọa lạc tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, trên khu đất hơn 23.000 m², The Gold View là khu phức hợp thương mại dịch vụ căn hộ cao cấp hiện đại do công ty cổ phần may Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư và được quản lý phát triển bởi TNA Holdings Việt Nam. The Gold View gồm 2 tòa tháp với hơn 1.900 căn hộ, sở hữu nhiều tiện ích về cơ sở hạ tầng như trung tâm thương mại rộng 18.400 m², bao gồm tổ hợp mua sắm giải trí ẩm thực được quản lý và tiếp thị bởi công ty CBRE Việt Nam với sự đầu tư đồng bộ và sự tham gia của nhiều đơn vị đối tác uy tín. The Gold View là sự khẳng định cam kết của TNA Holding Việt Nam trong việc mang lại những dự án bất động sản cao cấp và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng, mang lại giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư. Là một đơn vị quản lý và phát triển dự án thì chúng tôi kỳ vọng ở dự án này chúng tôi đem đến cho khách hàng một giá trị sống đích thực, một môi trường sống trong lành. Tại đây thì khách hàng có thể chỉ cần bước xuống dưới nhà là có thể sử dụng tất cả những cái tiện ích như khu trung tâm mua sắm, khu ẩm thực, khu vui chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao. Và tại đây khách hàng sẽ được sống trong một cái dự án là gọi là mang đẳng cấp quốc tế ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự kiện lễ ra mắt dự án The Gold View, TNA Holding Việt Nam đã đánh dấu sự đầu tư của mình vào thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh bằng việc tiến hành ký hợp đồng đối tác với các đối tác chiến lược như Maritime Bank, Cotecon, CBRE, TNC Group. Theo đó, ngân hàng Maritime Bank sẽ hỗ trợ cho khách hàng của dự án The Gold View vay lãi suất ưu đãi 4,99% trong 12 tháng đầu tiên. Công ty cổ phần bán lẻ TNC Group sẽ cung cấp các dịch vụ về ẩm thực và thức uống. Bên cạnh đó, công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi và công ty cổ phần đầu tư Khương Thịnh được lựa chọn trở thành đối tác phân phối độc quyền cho dự án The Gold View.